Tuấn Âm Thanh Phú Thọ xin kính chào quý vị. Tiếp tục gửi đến quý vị một số mã hàng tiếp theo. Lại mưa về đến rồi. Hôm nay hàng nó lại mưa về đến đây rồi. Mưa gió em cũng quay để cho các bác xem này. Những đôi loa độc nhất vô nhị, có những đôi, một số đôi nó nặng quá không bê hết được quý vị ạ, chỉ bê thế bê con thôi. Đấy, ui rồi vào tận tít trong nhà kìa. Nào, đi mỏi chân. Sạc Vin Vega toàn bát 40. Này thì loa khủng này. Đấy. Còn đấy lấy đâu ra có hàng. Nào, các bác cứ chọn dần đấy nha. Gạch. À, có gì alo đến là 0911 169 961. Em chuẩn bị test giới thiệu hàng cho các bác. Đấy. Khủng đây. Tất cả đều có hàng khủng hết. Em chuyển hàng toàn quốc, ship hàng tận nhà luôn, chuyển hàng tận nhà. Cảm ơn quý vị. Các bạn cứ chọn đi nhá. Phải nói luôn một câu là em nó rực rỡ nhất hôm nay. Cách đây khoảng 10 phút em có quay một clip giới thiệu em nó rồi. Nhưng mà lúc đó trời nó sầm sùi, em mà sợ là tối mất nên em chưa kịp lau. Vừa em bắt đầu lau dọn qua. Quý vị nhìn thấy em lau dọn qua cái là em đã khác luôn. Đây là clip thứ hai, clip trước là em chưa lau dọn. Đây, lau qua khăn này cho đỡ bụi cho quý vị nhìn thấy em nó khác luôn. Hiểu chưa? Đấy. Khi em nó được lau dọn vệ sinh nó sẽ khác. Vào nhìn xem. Đây là đôi loa Big Venturi LA6. Dòng này là LA6 25 mã quý vị. LA6 25 mã nhá, chứ không phải LA6 trơn. Đấy. Big Venturi LA6. Đây là em giới thiệu qua cho quý vị chút. Còn bác nào gạch thì nhanh. Tại tay gạch còn không là không nên kịp, mai em sẽ khui hàng. Đẹp lung linh đây, tép phía trước em nó tẹp không tí vít luôn này, chung còi tép này, ép này, ở những đôi này nó gọi là đẳng cấp rồi, dòng đẳng cấp rồi. Giá của em nó là 26 triệu, em đã báo giá trên này cho quý vị nhé, giá em nó là 26 triệu. Đấy quý vị đợi chút em cho xem xong đó em sẽ giới thiệu về kích thước cho quý vị. Thùng vách phía sau còn đẹp keng luôn. Đây. Đẹp keng. Đây. Big Venturi LA6. Hàng USA luôn. Made in USA. Mỹ nòi quý vị ạ. Đây là những đôi loa của tổng. Đấy. Quý vị nhìn xem to cao đẹp luôn. Đây, còn lô CD cái nữa, quý vị nào mua lô CD này 2 triệu em bán này. Cho nó nhanh. Nữa phải làm gọn. Đôi 4689 CD đấy. Sau đây em sẽ đo kích thước của đôi loa cho quý vị. Chiều ngang của loa là 40,5 phân, 41 phân nhưng mà gần 41 phân, 40,06 phân. Chiều cao 71 phân. Chiều sâu của em nó là 38 phân. Sâu 38 phân chưa tính y căng, nó phải cả y căng là 38,5 phân.
Đấy, đó là toàn bộ cái clip em khui hàng giới thiệu đến quý vị đôi loa, dòng hàng loa cao cấp, loa của Mỹ, Big Venturi LA6 giá 26 triệu. Em cảm ơn quý vị. Tiếp tục chào đón quý vị với một đôi loa khủng long tiếp theo. Một số đôi loa bên kia em đã có một clip riêng cho quý vị rồi. Đây, em hôm nay em test clip này giới thiệu riêng đôi loa này vừa mới khui tiếp. Còn lô này em vừa khui sáng ngày đã có clip lên cho quý vị rồi. Đây, Macintosh này, loa Mỹ này, toàn loa cổ Mỹ AR4, AR92. Những đôi này đã có clip giới thiệu. Dỗi em lại khui hàng cho quý vị xem. Em rất thích khui hàng cho quý vị kiểm tra cho thích. Nhưng phải lúc nào nó rảnh rảnh thì khui con nào dần lượt con đấy thôi. Còn hàng đã bán cho quý vị là em bao zin, quý vị yên tâm. Rất là thích khui hàng nhưng mà không phải con nào khui hàng hết ở đâu, nó về nhiều không có thời gian để khui, không kịp khui. Nhiều bác bảo ơi đợi khui hàng ra xong đợi bản test. Nói thật các bác là bọn em bán hàng đã dám bao cho quý vị rồi, quý vị yên tâm. Chứ còn các bác cứ đợi đến lúc em test thì hàng đã đến người khác nhận lâu rồi. Bọn em bán đã báo giá, báo quan trọng nhất là cái báo zin, báo đẹp là ok, các bác yên tâm. Chứ không bao giờ bọn em gửi hàng có vấn đề lỗi lầm đến quay đi quay lại mất thời gian lắm, mất việc, mất cả việc em lẫn việc các bác. Sau đây em sẽ gửi đến quý vị, giới thiệu đến quý vị đôi loa Sutro LAB. Con này thiết kế với là 2 bát 25, bát thật luôn, 2 bát 25 bát thật luôn, 4 tép nha, 4 tép đây, tép dập hết để Sutro LAB luôn. Đây là một dòng loa kiểm âm, đây Sutro LAB, dòng monitor loa kiểm âm quý vị ạ. Loa Canada. Đây. Loa bãi chỉ đẹp được đến thế này thôi, không thể đẹp được hơn nữa. Đã dọn dẹp vệ sinh lau chùi cho quý vị rất là đẹp rồi. Như này đẹp rồi. Đấy. Đẹp, khen rồi quý vị ạ. Đấy. Được chưa? Những đôi loa như này hầu như là không có, ít có, vẫn có nhưng là ít. Không phải là không có. Nhưng mà để gặp những đôi này rất là ít. Bác nào có nhanh nhu cầu nhanh tay. Đấy. To luôn nhá, to khủng bố. Ê căng của em nó còn đẹp lắm. Đây, ê căng của em nó đây, còn đẹp keng luôn nhá. Thùng vách phía sau còn đẹp, không có nứt nở hay gì. Tóm lại đôi này gần như mới, gần như mới. Em công khai giá luôn, giá của em nó là 18 triệu 900. 18 triệu 900. Bác nào có nhu cầu alo. Sau đây em sẽ đo kích thước của đôi loa này cho quý vị. Đo kích thước. Kích thước đôi này khá to đấy. Chiều ngang của loa là 48,2 phân, 48,2, 48,3 nhá. Chiều ngang. Chiều cao của loa là 81,5 phân, chiều cao 81,5. Chiều sâu của loa tính cả ê căng là 38 phân, chiều sâu cả ê căng là 38 phân. Vậy là kích thước đôi loa này rất là khủng, rất là khủng bố rồi, quá là to đấy. Bác nào có nhu cầu thì alo đến 0911 169 961. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ chuyển hàng toàn quốc, giao hàng tận nhà, cho quý vị mở kiểm tra hàng. Nghĩa là kiểm tra hàng gì, nếu tình trạng hàng rơi vỡ, đổ vỡ là quý vị hủy đơn đến giúp em, để bắt bên vận chuyển họ lập biên bản. Bởi vì khi hủy vỡ là họ phải đền hết. Nên là mọi giao dịch quý vị yên tâm. Em chuyển hàng toàn quốc. Em trân trọng cảm ơn. Tiếp tục chào đón các bác với một đôi loa siêu khủng tiếp theo. Phải nói là em nó là siêu khủng luôn. Đây là đôi loa Big Venturi LA6. Dòng này LA6 25 mã nhé, không phải là LA6 trơn. LA6 25 mã. Đây. Đây là em Big Venturi LA6. Đấy. Hiện tại nó mới về thì em đã quay nhanh cho quý vị đã. Sau đó mai test khui hàng cho quý vị. Xem. Bát 30 tép phía trước luôn, tép đồng trục luôn. Chưa. Xung quanh trong đây là bông mút đỡ tép. Đấy. Phía dưới cùng đây là lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi quý vị ạ, lỗ thông hơi. Đây là đôi Big Venturi LA6. Năm kia nó chỉ có mười mấy triệu, gần 20, bây giờ nó lên quá là nhiều. Bởi vì những dòng loa này nó từ từ, quý vị đợi em xoay cho chút, nó rất là nặng, chắc không xoay được, một tay không xoay được.
đẹp chưa? Nhìn em nó phải nói không dám nói mới được, cũng đẹp gần như mới. E căng còn đầy đủ, đây là hai e căng của em nó, đây là hai e căng của em nó này, Big Venturi giờ chưa quý vị, đấy, đây em cho quý vị xem, xung quanh thùng vách còn đẹp keng, đẹp không thể nào đẹp hơn được nữa đâu. Đấy là em còn chưa lau đấy, em mà đã lau dọn thì nó còn sáng nữa, chưa lau bởi vì là trời nó sắp tối nên em quay nhanh luôn. Đây là đôi Big Venturi đó 6, hàng made in USA luôn, made in USA Venturi. Thùng vách phía sau đẹp keng, đây là mã dập cái gì trong lô gì em chịu. Giá của đôi loa Big Venturi LA6 này là giá 26 triệu, 26 triệu quý vị ạ, 26 triệu. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Tuấn Long thành Phú Thọ là giao hàng toàn quốc, chuyển hàng tận nhà cho quý vị. Được. Em chào quý vị. Em vừa về tiếp một lô CD. Lô CD này gồm có 9 con CD. Đôi 4, 6, 8, 9 con CD. Bao thử cắm nguồn chỗ này là 6 con vào điện. 6 con vào điện. Bao cả lô 9 con này giá 2 triệu. Bác nào lấy alo. 2 triệu cả lô luôn. 2 triệu cả lô CD luôn. Quý vị nhé. Đây em quay gần quý vị. 2 triệu cả lô CD luôn. Cắm nguồn vào điện 6 con. Giá 2 triệu lô CD. Bạn nào có nhu cầu alo. Toàn loa khủng.